khi Granit Xhaka ôm bắp chân tỏ vẻ đau đớn sau cú sút thành bàn. Cựu tiền vệ của Arsenal đã khiến bác sĩ Sven Essinger và đội ngũ của mình tại Bayer Leverkusen lo lắng đến tái cả mặt và muốn lao vào sân ngay nếu được yêu cầu. Bởi lẽ Leverkusen đang rất gần khoảnh khắc lịch sử và ông Essinger không muốn bất cứ cầu thủ nào phải gặp mình với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Phải đến khi được Xabi Alonso cản lại và tiết lộ đó là pha ăn mừng hài hước của Xhaka. Đến lúc này, các nếp nhăn trên mặt bác sĩ Essinger mới giãn ra. Ông nở một nụ cười vui vẻ với huấn luyện viên trưởng người Tây Ban Nha. Tiến sư cái thằng Granit. Ông Essinger chắc chắn là không nói thế, nhưng hẳn là ông cũng vừa tức vừa buồn cười khi Xhaka khiến cho mình lo đến vậy. Nhưng chi tiết vui hơn táo quân năm nay cho thấy Xhaka và các đồng đội của anh đang tự tin như thế nào. Vậy nên, họ đi vào lịch sử Bundesliga, đạp đổ kỷ lục tồn tại cả trăm năm của Bayern Munich dễ dàng thế này đây. Trước khi trận đấu với Mainz 05 diễn ra, các cổ động viên Leverkusen đã rất lo lắng vì thiếu đi chân sút chủ lực Victor Boniface vì chấn thương. Khi tiền đạo người Nigeria ngồi ngoài, đồng nghĩa với việc Leverkusen mất đi nguồn cung cấp 10 bàn thắng và 7 pha kiến tạo ở Bundesliga từ đầu mùa tới giờ. Đó chắc chắn sẽ là tổn thất cực lớn với mọi đội bóng. Liệu Leverkusen sẽ vấp ngã ở vòng này chăng? Nhiều cổ động viên đã tin như vậy. Thực ra trước khi vòng đấu này diễn ra, Xabi Alonso và các học trò cũng đã quá xuất sắc khi bất bại 32 trận liên tiếp, cân bằng kỷ lục của Bayern Munich. Khoảng cách giữa họ và Hùm Xám đã nới lên thành 8 điểm sau vòng 22. Thế nên, Leverkusen có vấp ngã một chút cũng có thể thông cảm. Nhưng không, đoàn tàu tốc hành do lái trưởng Alonso dẫn đầu không chịu dừng lại. Mainz 05 đã trở thành nạn nhân tiếp theo trong hành trình chinh phục thần kỳ của đội chủ sân Bay Arena. Thật khó tin là Boniface không ra sân mà Leverkusen vẫn đá mượt như sân siêu. Đội chủ nhà triển khai lối đá đẹp mắt cùng thời lượng kiểm soát bóng gần 70%. Bayer Leverkusen cũng áp đảo ở mọi thông số khi có 17 cú sút, trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích. Phút thứ 3, Granit Xhaka với một cú dứt điểm hiểm hóc từ khoảng cách hơn 20m đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho thầy trò Xabi Alonso. Trong tình huống này, thủ thành Robin Zener chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Mainz 05 cũng cho thấy mình không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Phút thứ 7, từ một tình huống đá phạt, bóng được treo về cột xa cho Sivan Widmer, hậu vệ người Thụy Sĩ đánh đầu chiến thuật vào trong để Domenico bay người đánh đầu nối ở cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh, Bayer Leverkusen quyết tâm dâng cao tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Phút 20, tiếp tục là cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm nữa của Granit Xhaka, nhưng lần này thì thủ thành Robin Zener đã kịp thời đẩy bóng ra xa. Các học trò của huấn luyện viên Alonso liên tục dồn ép đối phương. Phút 39, nhận đường trả về từ đồng đội, trung vệ Sepp van der Beek bất ngờ trượt chân, mở ra cơ hội đối mặt với thủ thành Robin Zener cho Jonas Hofmann. Đáng tiếc là cú dứt điểm ở cự ly gần của anh lại không thắng được người gác đền bên phía Mainz 05. Dù rất nỗ lực tấn công ở những phút cuối hiệp 1, nhưng Leverkusen vẫn chưa thể sút tung lưới Mainz 05 lần thứ hai. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi so với 45 phút đầu tiên. Phút 54, Edmund Tapsoba thực hiện đường truyền ngang nguy hiểm bên phần sân nhà để Lee Jae-sung cướp được bóng. Rất may cho Bayer Leverkusen khi cú dứt điểm một chạm của cầu thủ người Hàn Quốc lại đưa bóng bay vọt xa. Phút 62, bắt nguồn từ tình huống đá phạt góc bên phía cánh trái, Alex Grimado thực hiện được tạt chuẩn xác vào trong để cho Odilon Kusunu chạy cắt mặt hậu vệ Mainz 05 trước khi tung ra cú đánh đầu ở cự ly gần. Đáng tiếc là bóng lại đi chạch cột dọc trong gang tấc. Không ít thời điểm trong trận đấu này, Leverkusen khiến các cổ động viên lo họ sẽ sảy chân. Công bằng mà nói, đội chủ nhà chơi không tốt như trước. Có lẽ vì vấn đề thể lực khi đội hình mỏng, Alonso không thể xoay tua quá nhiều. Nhưng rồi, chân mệnh thiên tử đã xuất hiện theo kịch bản khó tin nhất. Robert Andrić tung cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 30m, bóng không quá hiểm hóc. Thế nhưng, thủ môn Robin Zener bên phía Mainz 05 mắc sai lầm, cứ như thể vừa chơi đổ vậy. Sai lầm điên rồ này cũng ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà. Những phút cuối, Bayer Leverkusen chơi thong dong nhưng vẫn có vô số các tình huống phối hợp và dứt điểm đẹp mắt. Từ phút 80, đội bóng có biệt danh là Die Wessel còn có lợi thế chơi hơn người khi Jessic Engankam bên phía Mainz nhận thẻ đỏ rời sân. 3 điểm trước Mainz 05 giúp Leverkusen tạm nới rộng khoảng cách với Bayern lên thành 11 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Và áp lực này chắc chắn sẽ khiến Bayern Munich mất định hướng, cảm thấy hoảng sợ. Chỉ cần một cú sảy chân thôi thì coi như cuộc đua vô địch sẽ khép lại. Mà khả năng ấy thì cao lắm khi đội bóng này hỗn loạn chưa từng có do thành tích của đội bóng dần đi xuống. Mà gần nhất là 3 thất bại liên tiếp trên các đấu trường. Hôm 21 tháng 2, Bayern Munich thông báo quyết định sẽ chia tay Thomas Tuchel vào cuối mùa.
Từ những kết quả gây sốc thời gian gần đây, dường như có sự thiếu gắn kết rõ rệt giữa một số ngôi sao lớn của FC Hollywood và huấn luyện viên của họ. Tiền vệ Leon Goretzka nói với DAZN rằng mùa giải này giống như một bộ phim kinh dị không ngừng nghỉ, và anh còn nói thêm rằng mọi thứ đang chống lại họ vào lúc này. Căng thẳng giữa các cầu thủ và huấn luyện viên tại Bayern được cho là đã tăng lên trong thời gian gần đây. Một số người tỏ ra thất vọng trước cách quản lý câu lạc bộ của Tuchel, trong khi huấn luyện viên này thậm chí còn tiết lộ rằng tiền đạo ngôi sao Harry Kane không hài lòng với đội bóng xứ Bavaria. Trợ lý của Tuchel, Scholl, được cho là cũng có liên quan đến vụ ẩu đả với Joshua Kimmich. Vụ việc xảy ra sau trận thua trước Bochum khi Kimmich được thay ra ở phút 63. Ngược lại với sự tan đàn xẻ nghé, mỗi người nhìn về một hướng ở xứ Bavaria thì sự đoàn kết là một bí kíp giúp Leverkusen thăng hoa như hiện tại. Alonso thực ra chưa làm huấn luyện viên tại sân bay Arena quá lâu. Các cầu thủ của đội bóng này gắn bó cũng chẳng nhiều, nhưng họ lại hiểu nhau và ăn ý đến kỳ lạ. Và nhờ đó, Leverkusen là minh chứng rõ nhất cho câu nói kinh điển: bóng đá là trò chơi 11 người, chứ không phải là của các cá nhân riêng lẻ. Xabi Alonso khi còn là một tiền vệ, anh có phong cách gần như trái ngược với hiện tại. Thời còn sỏ giày đá bóng, danh thủ người Tây Ban Nha là mẫu điểm đạm, sử dụng đầu óc để giải quyết tình huống và không va chạm nhiều, cũng khá trầm tính. Thế nhưng, khi ngồi lên ghế huấn luyện viên, anh lại cháy hơn ai hết. Các học trò nhìn vào sự máu lửa ấy và thể hiện nó dưới sân đầy hoàn hảo. Lối đá của Leverkusen hệt như phong cách chỉ đạo của Xabi Alonso lúc này. Họ mạnh mẽ, luôn lao về phía trước và tấn công trước mọi đối thủ. Theo Opta, đây là trận thứ 33 liên tiếp không thua của đội chủ sân bay Arena trên mọi đấu trường. 29 trận thắng, 4 trận hòa. Thành tích tốt nhất lịch sử của bóng đá Đức, phá kỷ lục được giữ bởi Bayern Munich, 32 trận. Với phong độ hiện tại, Bayern Leverkusen thậm chí còn có thể mơ về chức vô địch Bundesliga bất bại lần đầu tiên trong lịch sử. Khi Bayern Munich còn được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, từng có thời điểm họ đã hạ màn cuộc đua vô địch Bundesliga từ tháng 3. Thế nhưng, vào lúc đang thăng hoa nhất ở đấu trường trong nước, đội chủ sân Allianz Arena lại bị dội những gáo nước lạnh buốt đầu trước Real Madrid tại Champions League thua 1-4 hay những thất bại trước Augsburg 0-1 và Dortmund 0-3. Lần này, đội của Xabi Alonso không mắc phải, hoặc đơn giản là không gục ngã vào đúng thời điểm nhạy cảm của mùa giải khi đã đi qua được phân nửa chặng đường. Chặng đường phía trước không đơn giản khi Leverkusen phải đá các trận quan trọng tại rất nhiều đấu trường. Song, càng khó khăn nếu vượt qua được, sự vinh quang của đội chủ sân bay Arena còn chói sáng hơn nữa.